và xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ live stream để các bạn tham khảo một liệu trình. Bạn khách hàng của mình thì điều trị mụn bên mình và hiện tại thì có sử dụng một liệu trình phi kim siêu vi điểm. Nếu như nói đến công nghệ mà phi kim siêu vi điểm thì rất là nhiều khách hàng đã biết và đã làm rồi đúng không ạ? Tại vì phương pháp phi kim siêu vi điểm nó sẽ khác với lăn kim nha các bạn. Các bạn phải phân biệt được là phi kim siêu vi điểm là như thế nào và lăn kim như thế nào. Mình nói sơ một chút xíu, lăn kim là người ta dùng cái cây lăn á, các bạn biết không ạ? Người ta dùng cái cây lăn, người ta lăn thì chắc chắn là sự tổn thương rất là lớn. Nếu như mà các bạn lăn kim mà các bạn không kỹ lắng thì các bạn sẽ bị nám hoặc là bị thâm. Đó là mình giải thích tại sao phương pháp lăn kim. Và phương pháp phi kim siêu vi điểm của mình là công nghệ của Dimex, mình được nhập khẩu từ Thụy Sĩ. Cái công nghệ này cực kỳ an toàn và hiệu quả. Cái đầu kim của nó khoảng 800 ngàn một cái đầu kim nha các bạn. Nó rất là đắt. Vậy nên là ở đây tại sao bên mình cam kết là phi kim bên mình không bị bắt nắng. Phi kim một lần xong da rất là đẹp và khỏe, căng bóng. Thứ hai là hỗ trợ về đầy sẹo. Thứ ba là giúp xe khít về lỗ chân lông. Các bạn thấy không ạ? Một lần nào mà nó điều trị nào là xe khít về lỗ chân lông này, nó làm da căng bóng khỏe này. Thứ hai, ba nữa là nó hỗ trợ về sẹo rất là tốt. Thì phương pháp bên này thì mình cam kết là với những khi mà phi kim xong ấy, nó cần là cái dưỡng chất về nhà phục hồi. Cái dưỡng chất đó thì nó rất là quan trọng. Sau khi các bạn làm tổn thương thì phải có một loại dưỡng chất rất là tốt để về nó đổ nuôi da, tái tạo để cái vùng da đó. Thứ nhất là giúp tăng sinh tế bào, nó giúp đầy sẹo, xe khít lỗ chân lông. Thứ hai nữa là khi mà nó phục hồi như đủ như vậy thì da bạn sẽ khỏe, không bắt nắng. Mình thấy rất là nhiều bạn khách hàng á có nói với mình là em đã phi kim những cái spa rất là lớn. Đây thì mình không tiện nói ra, các bạn sẽ tự tham khảo. Là các bạn đã phi kim từ 3 đến 5 lần, có bạn làm 7 lần, càng phi kim thì da càng yếu và xấu. Và có những bạn tâm sự với mình nữa là nếu như em đến bên này và em phi kim không đẹp nữa là không, từ mai là không bao giờ em phi kim nữa. Nhưng mình cứ nói cam kết với khách hàng là bên mình phi kim cam kết là một lần là đẹp, làm xong các bạn da sẽ khỏe. Còn bạn nào có bệnh lý nhiều á, ví dụ như về đốm nâu, tàn nhang, nám hay sẹo thì các bạn sẽ dùng phương pháp này khoảng 3 lần. 3 lần là các bạn đẹp rồi, nhưng mà bạn khách hàng của mình hiện tại thì mới dùng có một lần nha. Bạn kỹ thuật view ra lại một xíu để cho khách hàng nhìn thấy nha các bạn. Thì hiện tại thì bạn khách hàng của mình là điều trị mụn và trước khi điều trị thì da bạn bị thâm và bị sẹo. Khi bạn tự ý ở nhà lấy thì nó sẽ bị thâm và sẹo tại vì tâm lý là đôi khi là người ta có mụn là tâm lý các bạn hay ngứa tay á. Các bạn hay lấy. Đối với phương pháp bên mình là phi kim xong là không để lại, không làm da mỏng, da không yếu nha. Thì cái má đây xem nào, cái má đây. Trước khi điều trị thì mình cho coi da bạn xíu này. Trước khi bạn điều trị bên mình các bạn thấy không ạ? Thì da của bạn này thứ nhất là bạn bị đốm nâu tàn nhang rất là nhiều. Nếu các bạn nhìn mình view ra này. Cái này là đốm nâu mà dạng đốm chân sâu nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đốm này là gọi là đốm chân sâu chứ không phải là đốm trên bề mặt nữa. Vậy nên đốm này khi mà điều trị các bạn phải cẩn thận, nếu không là nó sẽ lan ra thành mảng. Mà nếu đốm này mà các bạn bắn laser mà kỹ thuật người bắn không có, thứ hai là không có dưỡng chất tốt, thì về nhà nó sẽ thành một cái nang mảng rất là to và nó ăn sâu, sau này da của bạn các bạn rất là khổ điều trị. Cái này là rất là lâu, là khó chữa này. Vấn đề nữa là bạn có bệnh lý là về mụn này, các bạn thấy cục mụn nào nó rất là bọc mà to, nó ăn sâu như thế này. Như mụn này mà các bạn lấy chắc chắn là để lại thâm sẹo, không cần phải bàn cãi gì, chắc chắn các bạn ấy bị nảy sân sẹo này. Thì khi quá trình này nó vẫn tự sẹp mà nó vẫn bị nảy sẹo này. Nhìn thì sẹo da của em này. Rồi về nát nữa chị gửi hình cho. Đây là mình cho khách hàng nhìn lại da luôn này. Tại vì khách hàng điều trị giờ quên không nhớ da mình trước đây làm sao nữa. Đó, thấy không ạ? Rồi má bên này các bạn thấy không ạ? Cái này người ta gọi là mụn viêm liên cầu, các bạn thấy có phần sẹo này rất là dài, các bạn thấy không ạ? Này, chị mình cho khách hàng xem lại xíu đã. Đó, thì bây giờ cho khách hàng nhìn, khách hàng còn đang nói là ghê quá, không nhớ làn da của mình trước đây nữa. Thì các bạn thấy không ạ? Đây này, do bạn lấy và bạn bị sẹo phần này. Thì cái phần bên này đốm nâu của bạn cũng rất là lớn nhé các bạn nhé. Mình chưa có can thiệp laser, chưa bắn đốm gì đâu, nhưng mà trong quá trình điều trị mình dùng những tinh chất đặc trị thì phục hồi da thì nó làm mờ bớt đốm, và sau khi vi kim thì đốm của bạn cũng mờ rất là nhiều. Những cái đốm nhỏ là mờ đến 80% luôn. Mình nói là một phương pháp phi kim mà nó làm được bao nhiêu tác dụng như vậy. Các bạn thấy phần sẹo đấy không ạ? Các bạn thấy nó ăn luôn như thế này, rất là sâu này. Đó, thì bạn có sử dụng điều trị mụn bên mình thì phương pháp điều trị mụn bên mình là có dùng công nghệ bắn laser. Và những da yếu như thế này khi mình điều trị thì mình hỗ trợ chạy toàn bộ bằng tế bào gốc. Thì da các bạn đã phục hồi tương đối rồi. Sau đó thì bạn có mua một lần điều trị về phi kim siêu vi điểm bên mình. Các bạn nhé, bạn mới có sử dụng một lần điều trị phi kim siêu vi điểm và bây giờ thì mời các bạn nhìn da thực tế của khách hàng mình nha. Rồi. Các bạn nhìn wifi các bạn ơi, ánh sáng đèn nhìn có rõ không ạ? Thì mình cho các bạn so sánh xíu này. Đây là cái làn da bên này. Thì bạn mới có sử dụng phương pháp phi kim có một lần nha các bạn. Có bị bóng không?
bạn mới điều chỉnh có một lần các bạn thấy cái phần đốm nâu của khách hàng mình không ạ? Đây rất là nhiều luôn. Thì bây giờ khi mà phi kim một lần ý, thì những cái vùng nhỏ coi như là nó gần hết rồi. Còn mấy cái vùng to, đốm to như thế này thì nó đã giảm khoảng 5-60%. Khi phi kim thì nó sẽ hỗ trợ tăng sinh tế bào và làm mờ đốm luôn nha các bạn nha. Các bạn thấy không ạ? Thì bạn mới phi kim một lần thì mình đang tư vấn bạn phi lần nữa để cho da nó đẹp mà mướt mát luôn. Và bạn còn đang nói là đến Tết rồi để dành tiền ăn Tết này. Các bạn thấy không ạ? Bạn mới phi kim một lần nha. Liên ơi, em phi kim xong một lần vậy thì em thấy sẹo nó đầy nhiều không? Rồi đốm hay là da của em có khỏe không? Da có bị yếu không Liên? Sau khi mình làm trước đây ấy, trước khi mình làm phi kim á, thì có nhiều người nói là phi kim da yếu lắm, mỏng da. Khi mà bên spa mình tư vấn thì mình rất là không dám làm. Nhưng mà sau khi mình thôi thử liều đi. Liều xong thì giờ thấy da khỏe ra rất là nhiều và nó mờ đi cái phần thâm á. Đầy lên, nói chung mình đầy sẹo đẹp đúng không? Ừ. Rồi em thấy phần đốm đâu của em nó có mờ đi nhiều không? Có mờ mờ. Da nó sáng lên. Đúng rồi, da khỏe này đúng không? Dạ. Trong khi điều không trị có bị nổ mụn gì. Trong khi điều trị này em không có dùng kem chống nắng đúng không? Không có dùng bất cứ một cái mỹ phẩm hay cái gì hết. Chỉ có dùng tế bào gốc với mình cấp đúng không? Dùng rồi. Mỹ phẩm bên mình thôi. Rồi ok. Và bây giờ thì mình cho các bạn coi cái phần da má bên tay trái nữa nha. Vừa nãy mà má phải rồi, bây giờ mình coi má trái này. Mình kiếm cái má trái cho các bạn coi. Đây má trái của bạn đây ạ. Các bạn thấy thì má trái này thì bây giờ là tương đối ổn rồi. Bạn chờ xíu mình kiếm cái má bên trái. Đây ạ. Các bạn thấy má bên trái của bạn không ạ? Nếu mình nói là cái phần về đốm, bây giờ mình để phân tích về cái phần đốm đâu, các bạn thấy không ạ? Rất là nhiều luôn, có bị bóng không em? Chị nói lên mặt một xíu. Lên lên luôn đi. Các bạn thấy không ạ? Cái phần đốm nâu của bạn nhiều không ạ? Bạn ấy chưa sử dụng công nghệ là điều trị về đốm nâu nhá. Nhưng mà phi kim rồi khi mà điều trị mụn bên mình thì bên mình dùng dưỡng mỹ phẩm của mình điều trị cho bạn ấy, mình chạy thì nó đã mờ cái đốm rất là nhiều rồi. Các bạn thấy phần đốm nâu không ạ? Bây giờ so sánh cái phần đốm nâu của bạn này, các bạn thấy không ạ? Mờ rất là rõ luôn. Đây là mình nói về phần đốm nâu nhá, mình chưa nói đến vấn đề là thâm sẹo nha. Các bạn thấy phần đốm nâu của bạn lên nhiều không ạ? Rất là nhiều luôn. Đây phần mũi này. Các bạn thấy không? Toàn những đốm to mà. To mà đậm này. Nếu mà để mà đi điều trị đốm nâu không, mặt bạn này đã phải mười mấy triệu rồi chứ không nói nè. Thì các bạn thấy một lần phi kim siêu điểm mà nó có tác dụng nhiều không? Rất là nhiều luôn. Rồi mình nói về phần sẹo nữa này. Các bạn thấy vùng sẹo rất là sâu đúng không ạ? Thì khi mà phi kim thì nó đã hỗ trợ những cái phần sẹo mới nhé các bạn nha. Tại vì phương pháp này là mình phi kim phục hồi da cho bạn và phi kim về thâm. Còn công nghệ điều trị sẹo bên mình là khác nữa. Thế khi mình nói là cái này nó hỗ trợ về điều trị sẹo cho bạn thôi, chứ không phải là bạn điều trị sẹo nha. Bạn mới điều trị về thâm và lỗ chân lông, nhưng mình kết hợp mình phi để hỗ trợ sẹo cho bạn luôn. Các bạn thấy phần sẹo đầy nhiều không ạ? Và thâm bên dư má bên này là thâm bên này là hết 90% rồi, 95% luôn á. Mà mụn bây giờ là hết rồi. Chỉ còn vấn đề là quan trọng là cái vấn đề chăm sóc da của bạn thôi. Về nhà là các bạn ấy tự mua mỹ phẩm để chăm sóc da nữa là ổn rồi, là da bạn luôn luôn giữ da đẹp như vậy. Bạn Niên là năm ngoái da bạn có xấu nữa, năm nay nó còn bớt. Năm ngoái còn nhăn còn khô nữa. Bạn là khách hàng của mình 2 năm rồi. Nhưng mà lúc trước bạn cũng chỉ có điều trị thôi, chứ bạn chưa có dứt điểm như lần này. Bạn này bạn quyết định phi kim luôn. Các bạn thấy không ạ? Thì khi mà điều trị thì mình cứ nói là điều trị mụn xong thì da nó chỉ khỏe bên ngoài thôi. Còn bên trong ấy thì mình phải dùng phương pháp đến giống như là phi kim siêu vi điểm, để cho nó dẫn sâu những cái dưỡng chất vào để nuôi cái tế bào mình phục hồi da hoàn toàn. Tại vì khi về nhà kết thúc điều trị thì các bạn ấy không có chăm sóc, các bạn hay bỏ lơ. Thấy da đẹp bỏ lơ thì thường là mụn nó bị dễ bị tái nặng. Thì hiện tại thì các bạn thấy là mụn về thâm về sẹo này nhất mình nói là về cái phần đốm đấy ạ. Bạn nào quan tâm về đốm thì tham khảo cái liệu trình này nè. Bạn mới có điều trị về phi kim thôi, chưa có làm gì đến đốm mà các bạn thấy mờ không ạ? Mờ rất là nhiều đúng không? Đâu mình nói cái phần này này. Đó cái phần mũi này các bạn bị rất là nhiều này. Đó. Bạn nào mà đang là đi bắn đốm nâu 10 với mình 15 lần gì đó. Mình nghe nhiều bạn khách hàng nói là bắn những 10 với 15 lần, bên mình chỉ bắn một lần thôi. Bắn một lần thôi, nếu như mà bạn nào mà đốm mà nặng quá thì mình bắn cùng nắm 2 lần, 6 tháng sau đến 1 năm sau mình mới bắn lần nữa nha. Chứ mình không bắn liên tục, bắn liên tục là các bạn hư da ngay, tại vì laser mà bắn về đốm nám là laser xâm lấn. Nhưng các bạn bắn là các bạn phải kỹ nám rất là nắng. Sorry các bạn là kỹ nắng.
Rồi, chị xin cảm ơn Liên nhiều nha. Liên có lời gì nhắn nhủ với khách hàng là khi mà mình bị bụng như vậy thì mình nên như thế nào để da mình được đẹp và khỏe không? Em chia sẻ cho khách hàng nghe chút xíu được không? Nếu như bạn bị mụn thì mình nên làm gì? Có nên tự ý lại mụn nhà không? Thực ra thì trước đây khi mà mình không chưa có biết thì Vân Spa thì mình toàn là tự nặng không à. Đè ra nặng rồi riết cái mặt giờ nó thâm như cái gì á. Nên thành ra là rất là hối hận. Thì các bạn không nên ở nhà tự nặng mụn và nói chung là do mình thói quen mà khi mà nó cợm cợm thì mình rất là khó chịu. Nên thành ra là các bạn đừng có tự nặng mụn ở nhà, mình nên tới chăm sóc và được các anh chị tư vấn. Rồi, thì cảm ơn Liên nhiều rồi, chúc Liên giữ được làn da đẹp. Rồi mình xin chào các bạn nha. Bạn nào mà đang bị mụn, bị thâm, bị đốm nâu tàn nhang thì các bạn có thể inbox mình tư vấn. Mình cam kết là làm một lần là hiệu quả nha. Vì đốm nâu tàn nhang mình bắn ấy, là một lần là hiệu quả đến 80-90%. Bạn nào thấp nhất là da có yếu lắm thì cũng phải được 50-60% nha. Các bạn nhớ nha. Rồi ok, mình xin hẹn lại các bạn.